Tiện sang tiện tí nhỉ. Đẹp quá nhỉ. Đang chờ biệt phủ đấy. Lúc gì mình có biệt phủ mình chơi cây này nhỉ. Ôi ông đang cái dạo này đang bận rộn môn thể thao rồi, làm được thời gian luôn. Đấy, con này bao nhiêu đây? 20 triệu. 20. Đấy, đứng cũng là 3 mét mấy view hết. Đấy, so với kinh đấy nhỉ, con này kinh đấy, con này sau về nhặt sạch đi thì đẹp đấy. Chú này cho về Hòa Lạc đây. Ui dồi, con này phải một đôi. Cho về Hòa Lạc không may lọc đá. Đang chờ người lên đá đây. Một tiền. Dừng lại sang đây rồi anh. 102. Rồi. Dạ. 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 Cho nó bật tí. Dạ. Bác cứ sang đấy đi. Đang rửa tay đi. Tăng nghiệp rồi. Tối ai 100. Bác cứ vào uống nước đi. Vâng. 18 triệu à. Đấy, dừng 18 triệu. Xanh mà. Đấy. Này nhìn trước nhiều ông thích lắm đấy. Hôm nay của anh hay về cái nhà lâu lắm tôi chưa về mấy tháng sắp mấy tháng mới sắp mấy ở đây mới nên mấy tháng về cháu nó cũng nhiều việc ạ. Có việc gì cháu mới về thôi. Khỉ vật nông khỉ đây đấy. Khỉ vật nông khỉ với nhau đây cái đi đây xong ra đây bác nói bảo cái này cả cứ ra uống nước đây là hoàng ngoại. Mẹ thằng này với anh nên là con gì cũng là ruột. Đấy. Mẹ tuyệt. Mình quanh chỗ nào cũng có người nhà này. Nhưng mà còn là anh em. Đấy. Đấy, cho nó dễ. Nhà nó là ở trên Hạ Bằng đấy. Mẹ về nhà mấy lần rồi. Sợ mình về nhà nó mình thì trả vào nhà bác có được mình cũng quay. Nhà bác năm giờ có nước chè. À không, mà là bác cả là về trong mấy lần rồi. À về nhà mày lên vâng. Trên nhà. Vâng. Thế à? Thường mà mày về nhà. Đấy. Bác có nước chè đâu rồi, có về không? Đấy, cây kiện. Điền chứ. Điền. Quay vào chủ quay vào thân Điền nhé. Vâng, à liền 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 đấy. Không phải hàng ghép đâu. Điền đấy. Điền đấy. Đẹp đấy. Đẹp theo kiểu thuộc kiểu tròn đầy phúc hậu và bốc tán đẹp. Quả phúc để trong bên cửa sổ này chú ấy. Đẹp đẹp. Đấy. Để thì để đâu cũng đẹp rồi. À quá là. Đem người mới ra. Cái này hàng họ được không? Cũng tắt rồi mày dỗ đi được rồi. Vâng. Hay quá. Xuống đây cho vui.
À, mẫu đơn cũng hộ của anh à? Ờ, mẫu đơn của anh. Bao nhiêu đấy anh? Nhìn đẹp quá nhỉ? 8 triệu em ơi. 8 triệu. Đấy, thoát thân đấy, thoát thân. Thoát thân. Nó vẫn kia. Đấy, lục vừng này đẹp nhỉ? Lọc lá là đẹp thế. Hồng hồng đỏ đỏ. Lá nhỏ tí nhỉ? Nhưng mà nó ra chả cho nó ăn luôn nhỉ? Trước là nay là hai mấy hay mười mấy anh nhỉ? Chả nhớ. Về 12 triệu. À. Ừ. Đó, nhìn cái lá thích nhỉ? Như phi tàu nhỉ? Lục vừng mà lá bé tí tí tí. Xa vời vợi mà gần ngay trước mặt này. Cả nước Việt Nam thì chắc là có một thôi. Chào anh giống được. Viết phong trạch. Màu con đẹp. Ủa, bán cho đôi vợ chồng gì? Ừ. Đẹp đấy, ông tinh đấy. Bước đi một bước là mất luôn. Ấy ông săn mà. Đang ấy rồi, chả bước. Đúng rồi. Vợ chồng ấy tinh đấy, con đi sớm ấy. Con đi sớm ấy. Nói chung là mê cây mà là muốn mua nhiều cũng phải đi sớm. Cùng cây đầy người được tin đấy. Cùng cây này bây giờ giá nó cao hơn chưa anh? Giờ bao nhiêu rồi? Vẫn thế. Có thể là 16 triệu. 16 triệu? Ừ, 16 triệu. Mềm hơn rồi đấy. Cái xanh đẹp không? 20 triệu. Đấy, đưa ra không còn xem lắm. Đấy. Đông người xem lắm, mua đi không mất. Đông người đang chơi chưa được cái này. Mua nhanh không mất. Mua nhanh không mất, nhiều người xem lắm. Đấy. Kiểu sếp đang ngồi văn phòng nhưng mà cứ chỉ đạo công mà phải đi. Không biết cái ổi là có ông nào nhiều hoa hoa thế nhỉ? Ổi trồng. Cái này của ông nào anh vừa nhỉ? Của em từ đâu rồi? À đây. Okay. Đây bảo 8 triệu rồi chưa này? 8 triệu à? Ừ. Bự quá. Đấy. Lấy về bán quả dần được. Này hoa này. Hoa hết đợp trời, không biết là ổi gì, chắc ổi đông dư. Ổi đông dư văn ra không nghe đấy. Ừ, đẹp đấy. Ổi đấy, chắc ổi đông dư đúng không? Vâng, chắc ổi đông dư gì đấy. Xem cái chân nó thế nào. Chân kém quá. Chân kém quá nhưng tay tán làm lại rồi, có cái từ cũng được. Chả biết của ai, của ông em nào đó. Đấy, đoạn này thì xử lý cái đoạn này đục thì đơn giản đấy nhưng mà nói chung là được. Mang cây gì không? Được. Đấy. Nó to lắm các bác, to lắm. Cái này trông xa xuống. Xa xuống. Hiệu quả. Đây này, hoa này. Hoa này. Nhiều hoa lắm. Dòng hiệu quả của kiểu của đống dư ở Hải Sư, ở Nguyên. Đây cần làm, ông này làm lâu rồi đấy, vặn vẹo lâu rồi đấy.
cốt nó như vậy thôi. Cái này nhặt đi thì làm lại thì nó đẹp nhanh cho mà. Thì có cái cốt của nó thì nó là cây tự nhiên nên là nó không được thuần như cây mà làm từ bé. Chân thôi. Chân thì mà làm được đá thêm tầng vải hoặc đá ấy là nó cũng cháy được đấy. Nó lên đấy. Cái này nhặt ra khác biệt ngay. Cái này là tay gành khá. Được. À, nó làm mà cái... nuôi được cái ổi mà tay gành như này nó làm có thời gian rồi đấy. Không phải là nhờ đấy. Này đâu. Đấy, lắc lên hay phết đấy. Nhiều nó phần thân của nó được. Nhiều quả vẫn trưởng. Cả về mà đục này, đấy, bỏ cái chỗ nó đỡ đỡ đi là được. Trên là đường chạy lên rõ ràng cho nó mềm mại đi một cái chân nó. Chân này lên 1-2 cục đá vào là nó ổn đây. Có bệ là được rồi. Còn cái này là có được làm rồi. Dữ liệu nó là khá. Đúng rồi. Nhìn mặt này rõ hơn. Đẹp. Cây đẹp. Làm là sẽ đẹp cái này. Thế phải cái hòn đá thôi. Đúng rồi. Cho bệ nó nhuyễn đi. Làm cho bệ nó mịn đi là đẹp. Tí nữa hỏi chuyện được chủ cái này ở đâu. Chứ mình thì chắc chưa mua được. Đấy. Cũng mua ít về mà ăn quả. Rồi, cảm ơn các bác nhé.